Hello xin chào tất cả mọi người chào mọi người quay trở lại với channel của mình mình là ai là ai là ai là coi 97 đã quay trở lại rồi đây Ok xin chào tất cả mọi người Ok thì hôm nay quay trở lại với channel của mình mình sẽ chỉ cho mọi người một cái thủ thuật ốc đệ bất tử bất tử là gì bất tử là không chết cho đệ đánh thoải mái kể cả ở hang băng cho dù các bạn đệ các bạn sơ sinh nhưng mà úp thì vẫn không chết được bất tử rồi mà không chết không cần đầu hút máu ok thì các bạn chỉ cần à, lâu lâu bút cho nó một viên đậu sư phụ ơi con cần đậu thần chẳng hạn hay là sư phụ ơi con cạn sức lực rồi chẳng hạn đấy ok thì cho nó một viên đậu năm đậu sáu gì đây là úp tẹt ga lẹt bô luôn ok thì nói chung là thủ thuật úp đệ tử thì rất chia là lợi à, đợt à, trước thì các bạn đã từng có một thủ thuật úp đệ tử rồi à, Tức là cái thủ thuật đó là các bạn là vô trong bản đồ kho báu tách hợp thể ra xong out game xong vô lại game Hợp thể lại tách hợp thể ra là con đệ nó sẽ bất tử thì cái thủ thuật đó như thế nào rồi Cái thủ thuật đó là một thanh niên server 1 một với một thanh niên server 2 Nó đã tố cáo admin và admin đã fit đã fit đã fit Như vậy thì bây giờ mình sẽ chủ chỉ cho anh em Một cái thủ thuật mới mà admin không thể nào fit được ok Thì nói chung anh em à, bây giờ mình sẽ test ở hang băng cho anh em xem Ui rồi xem à, phản phản thương của mình này anh em xem cado kìa cado mình chưa hề chạm vào cado nhá mà cado tự động hết máu nhá mình chưa hề cả, chạm vào cado ok anh em thì uh, bây giờ mình sẽ chọn con uh, quái tên là cado này để test uh, cái uh, thủ thuật bắt từ này ok được rồi bây giờ trước tiên sẽ là các bạn chuẩn bị hai ạc nam x mà các bạn không có hai ạc nam x thì mình cũng chịu các bạn phải chuẩn bị hai ạc nam x một ạc là mình sẽ chuẩn bị ở đây là một ạc ốc tư chín bảy một ạc alo alo để hồi sinh cho nhau thì nói chung là chỉ hồi sinh một lần thôi ok bây giờ này mình sẽ lên cado, ok. Giờ sẽ lên cado này. Rồi, lên cado rồi, ok. Thì mình sẽ đứng ở cái con cado này, bật cờ đen. Từ từ đã, mình sẽ bật cờ đen đã, từ 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 từ. Bút cái đầy cây máu đã. Bật cờ đen cái Alo cũng phải bật cờ đen nó mới bút cho nhau được, ok. Giờ mình sẽ Rồi, ok, hồi sinh lên rồi. Bây giờ đã bật cờ đen rồi thì các bạn lên đứng sát con quái Đứng dưới quá nhá. Tách hợp thể. Rồi ok, bây giờ các bạn đánh hợp thể, đánh để tử chết đi. Ok Các bạn bây giờ các bạn bắt buộc phải đánh đệ tử chết nhá Ok cứ để cho đệ tử nó chết Không sao hết Ok cứ để cho đệ tử nó chết Ok chết lẹ nó máy ui rồi sao trâu bỏ thế nhỉ Con đệ của nhà ai mà con đệ nhà ai mà trâu thế không biết nữa Ok thì sau khi con đệ đã chết Thì các bạn đợi con đệ hồi sinh Và các bạn hợp thể lại tách hợp thể ra Và lại đánh con đệ chết Xong rồi, các bạn dùng một ạc nam mới hồi sinh Đó là mình sẽ dùng ạc alo này Không phải là ạc chính của mình nhá mình xin nhắc lại đó là sau khi con đệ hồi sinh lại Và con đệ hồi sinh lại thì mình sẽ đánh con đệ chết đi Và không phải là mình hồi sinh Thì như ạc ông tiêu 957 này Là cái ạc mà để làm cho con đệ bất tử Thì không được dùng ạc này hồi sinh Kể cả là Nam X Đó ok Thì phải dùng một ạc Nam X khác hồi sinh Đó mình dùng ạc alo alo này Ok thì bây giờ mình sẽ đợi con đệ hồi sinh lại Ok lâu quá đi Trong cái thời gian này thì mình tâm sự xíu Đó là anh em lên trường đã kiếm được em nào chưa mà kiếm được em nào rồi thì nhanh chóng mà lạ liếng đi nhá chứ không là mất lại thì ráng chịu đấy ok nói chung là mấy cái thể loại mà ngồi gần gái sinh thì nói chung quên hết cả anh em rồi ok con đệ đã có mặt trời ơi choáng luôn cái người mà tí nữa làm mình bất tử này rồi alo alo này ok thì bây giờ mình sẽ cho con đệ lên cho con đệ lên đứng sát ở trên cùng này đứng sát ngay con cado và mình sẽ đánh con đệ chết đi con đệ mang xe tháp p 6 sao trâu bỏ qua khó chết nữa Ok thì mình sẽ đánh con đệ chết đi Rồi mình sẽ đánh con đệ chết đi Và sau khi đánh con đệ chết đi Thì mình xin nhắc lại Rồi ok con đệ chết chưa ấy nhỉ Rồi con đệ mình chết chưa ấy nhỉ Rồi con đệ mình đã chết rồi nha anh em Nó lag á ok đã chết rồi Thì mình sẽ không dùng hạt ốc tư 957 để hồi sinh nha anh em Để coi mình sẽ đổi lại khu Thì coi nó đã chết chưa đã Ok nó đã chết rồi này. ok thì nó đã chết rồi thì mình sẽ không dùng hạt ốc tiêu 957 để hồi sinh mình xin nhắc lại đây là con đệ của ốc thứ chín nên mình sẽ không dùng ạc ông thứ chín để hồi sinh mà mình dùng ạc alo alo này sau khi hồi sinh xong thì các bạn phải dùng ạc kia nhanh chóng tách hợp uh, hợp thể vào và tách hợp thể ra ok thì bây giờ mình để sẵn bông tai này ok thì mình sẽ hồi sinh lên ok ăn sử dụng này ok các bạn đã hợp thể lại và bây giờ các bạn sẽ tách hợp thể ra các bạn phải cáp chun về một cái làng nào đó ok bây giờ mình sẽ đứng ở ngay con cado đứng ngay cạnh con cado này Bây giờ mình sẽ tách hợp thể ra ăn để mình bắt tử Bây giờ các bạn sẽ cắp sun về một nơi nào đó Mình sẽ cắp sun về à, làng Mori đi Ok Mình sẽ cắp sun về làng Mori và mình chọn một khu vực bất kỳ Đấy Mình sẽ chọn một khu vực đó là khu 13 đi Mình sẽ tách hợp thể ra nha Ok coi thử con đệ bất tử cho nhá Ok như vậy thì con đệ đá bất tử đấy Đánh thoải mái luôn Đánh cột rơm vì vu Nói chung là anh em thủ thuật mà Thủ thuật không cần lâu lâu bút cho nó viên đầu thôi Hết đầu cũng được nữa Đấy đánh thoải mái Ôi cộng lần một tiềm năng đánh thoải mái đúng là trường tẹt ga đến để không chết đâu mà lo Sao mà chết được bất tử rồi đấy, anh em xem đây Rồi ơi bất tử rồi ơi bất tử rồi anh em ạ à. à, Con đệ mình vip ghê nó lại bất tử rồi Đúng là cứ đánh thoải mái đấy Mình cứ treo vậy Mình cứ treo về qua game mình chơi đấy Đi chơi thôi Đi chơi thôi đi chơi thôi Ok để bất tử rồi đi chơi thôi Đấy mình lại tắp qua này Đấy nó có chết đâu Đấy con đệ của mình nãy giờ đấy Đừng nãy giờ nó chả chết đấy Đánh thoải mái Đánh cột rơm đánh thoải mái đấy Thì nói chung là thoải mái tẹt ga đi nó không bao giờ chết được nói chung thủ thuật bất tử mà mình cũng đành phải áp dụng vậy thôi chứ còn cách nào khác đâu nhưng mà thủ thuật bất tử mà đấy thì nói chung con đệ mình nãy giờ không chết thủ thuật thành công và thủ thuật này mình khẳng định 100% phần trăm là admin à, đích bao giờ phí được ok anh em nói chung là nó úp hơi lâu tí à, nói chung là nó đánh cột rơm thì cộng một úp hơi lâu tí thôi thậm chí là không cộng tiềm năng nói chung là rất chi là lâu để mình xem con đệ mình nhiêu sức mạnh này nhỉ? đấy thấy chưa các bạn xem này hai bốn bốn sáu nha đấy ok lên được một sức mạnh này chưa tuyệt vời con cú mèo luôn <laughs> nói chung là hôm nay mình làm một cái clip trôn tôi chứ làm chỉ có thủ thuật ốc đê bắt tử ở đây ok trôn thôi, vui nhẹ <laughs> nói chung là trong cái giờ đi học về như thế này các bạn rất cần những giây phút mà phải nói rằng thư giãn và mình đã làm clip này để giúp các bạn thư giãn đầu óc và đừng quên ấn like và ấn subscribe ủng ừ, hộ cho coi nha cái like ở dưới á like ở dưới uh, bên dưới bên 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 dưới uh, góc tay phải nhá Ấn uh, Ấn Ấn la la la, la like. xong 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 rồi thì nhớ ấn sub 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 like ủng hộ cho coi nhá Ok bye anh em